Tuổi Mậu Thìn 1988, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà ta vẫn thường nói tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, cả ba việc đấy thật là khó thay. Xây dựng nhà cửa là một trong số những việc đại sự lớn lao nhất của cuộc đời mỗi người. Để xây dựng một căn nhà đẹp, thuận phong thủy và giúp gia chủ phát tài phát lộc thì cần kết hợp nhiều yếu tố như kiến trúc thi công, mặt bằng xây dựng hay chi phí đầu tư. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng không kém mà mọi người cần quan tâm, đó chính là thời điểm xây nhà hợp tuổi gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988. Chọn tuổi, chọn năm để xây nhà từ xưa đến nay đều là việc bất di, bất dịch trong tiềm thức của người Việt Nam. Năm 2022 tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều gia chủ muốn xây dựng nhà ở sao cho đẹp và thuận phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với mọi người những nguyên tắc đơn giản để quý vị tính xem mình có hợp tuổi làm nhà năm 2022 hay không. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Mậu Thìn 1988 bước sang năm 2022 Nhâm Dần bị phạm kim lâu và tam tai, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Mậu Thìn muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Tuổi Mậu Thìn có cung mệnh là Mộc, thuộc cung Trấn, thuộc Đông Tứ Mệnh, có bốn hướng tốt là hướng Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí. Ngoài ra bốn hướng xấu là hướng Tây Nam, Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Tuổi Mậu Thìn mà ở phạm vào bốn hướng xấu như Họa Hại, Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Ngũ Quỷ, cuộc sống luôn lận đận, dù cố gắng đến mấy cũng không có được thành quả. Vậy nên với những hướng xấu, các chuyên gia phong thủy có lời khuyên cho mệnh chủ tuổi Mậu Thìn cần treo trước cửa nhà một chiếc gương phong thủy bát quái tinh cầu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cho những người ở nhà không hợp hướng, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Vật phẩm phong thủy gương bát quái tinh cầu đã được thầy khai quang trì chú xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Thìn để đảm bảo vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, giúp hóa giải những hung họa, mang lại may mắn, bình an cho gia chủ tuổi Mậu Thìn. Như quý vị đã biết, khi chọn được tuổi làm nhà không bị phạm vào kim lâu, hoàng ốc, tam tai, đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Còn vấn đề quyết định đến việc có động thổ được hay không phải dựa vào cát hung của từng hướng. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung các hướng năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bản chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng, phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tài mà tổn đinh, xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Như quý vị đã biết, hướng Tây là một trong những hướng xấu với mệnh chủ Mậu Thìn. Khi ở vào hướng này, phạm vào hướng Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, sẽ gây ra tuyệt khí, tử khí gây tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này, sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch. Nhưng cho dù gặp phải tương sinh về ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây tai họa. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng. Thứ hai, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bản nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, sống cô độc, chết trong binh đao,
người nhà thường quá vợ có nhiều quả phụ, lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Trong các hướng thì hướng Tây Bắc cũng là hướng phạm, không tốt cho mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Khi ở vào hướng này sẽ bị phạm vào ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyển quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng một gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cần dần 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm thái tuế, mậu kỷ, đô thiên, những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Mậu Thìn khi ở vào hướng này phạm vào hướng lục sát, không hợp hướng. Lục sát là sao Văn Khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung, đem sát khí vào nhà. Với tai nạn về lửa, dầm đãng, thị phi, nó là hung tinh nhưng so với các sao khác đỡ hung hại hơn. Vì ngoài hai hành hỏa, thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, cho nên tính hung hại đỡ hơn các hung tinh khác. Nói chung với những nhà hướng này, mệnh chủ Mậu Thìn cần treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, nhất là với những mệnh chủ Mậu Thìn sẽ giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân từ 22,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm tuế phá, tọa sửu hướng mùi bị phạm tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cần hướng khôn có thể động thổ xây mới. Những mệnh chủ Mậu Thìn ở nhà hướng Tây Nam không được hướng, bị phạm vào cung họa hại nên rất xấu. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải, mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng nên mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ Mậu Thìn, giúp gia chủ may mắn, bình an khi ở trong nhà hướng Tây Nam. Thứ năm, hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5-22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần là do nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử, kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài có thủy phóng quang, khoa cửu đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn, nếu suy dễ bị bệnh về máu nghiện ngập, chìm đắm trong tử sát. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao nhất bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình, hành thông may mắn. Những mệnh chủ tuổi Mậu Thìn ở nhà hướng Bắc rất tốt, hợp hướng được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng, sao gặp phải ngũ hành tương khắc. Trong trường hợp các mệnh chủ muốn kích vận, gia tăng sức khỏe của cả gia đình nên sử dụng pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Pháp khí sẽ giúp gia tăng tài lộc, sức khỏe cho gia chủ, giúp gia chủ may mắn, bình an. Thứ 6 là hướng Nam.
Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tỳ hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Tai sát và tuế sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, ta sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là một trong những hướng tốt đối với mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Khi ở nhà hướng Nam, mệnh chủ sẽ được sinh khí. Sinh khí là do tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là các tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn, khôn, bị tư khắc nên thuộc tính giảm. Thứ bảy là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của người nhà. Vì nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu mà ở hướng Đông, mệnh chủ Mậu Thìn được hướng tốt, hợp hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự sa sút theo. Sau này hợp với Đông Trạch hơn Tây Trạch. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn, tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được tiến hành hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an. Hướng Đông Nam một trong những hướng tốt với mệnh chủ Mậu Thìn khi ở nhà hướng Đông Nam được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phụng Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Hơn nữa, nhà ở Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng nên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ Mậu Thìn trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.